Đấy, anh em nào có nhu cầu mua máy test lọc nhiễu của điện ấy thì đây. Một cái máy rất đơn giản như này thôi, nhưng mà những anh em nào bán lọc điện này, bán lọc điện mà không có máy test này thì cũng vứt. Đấy, cho nên là hoặc là bán biến áp cách ly mà không dùng máy test thì nhiều khi nói vui là cái cảm nhận của con người thì cũng không thể bằng máy móc được. Phải máy móc đo kiểm cho nó mới chuẩn chỉ được anh em nhé. Cho nên anh em nào có nhu cầu mua máy test đo lọc nhiễu thì anh em liên hệ. Cái này thì chỉ phục vụ cho anh em thợ hoặc là mua bán về lọc điện biệt áp cách ly thì người ta mua sắm thôi, chứ còn người dùng mà có điều kiện thì người ta mới mua, hoặc là mua xong rồi mấy anh em chung nhau mua cái, cái giá nó cũng không rẻ. Rồi, xin cảm ơn anh em.